Audio Jungle. Audio Jungle. Chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vào một ứng dụng khá là thú vị, đó là ứng dụng Kawaii. Thì Kawaii này nó giống như là TikTok vậy. Thì nó sẽ cho các bạn quay video 15 giây trở lên. Và khi các bạn đăng lên tài khoản của mình, và nếu có người xem thì các bạn sẽ nhận được Kawaii Coin. Kawaii Coin này sẽ được đổi thành tiền mặt đổi thành tiền. Và sau đó các bạn có thể rút ra và sử dụng gì thì thích. Thường thì các bạn có thể quay mọi thứ mình thích, quay bạn hay là quay những cái chuyến đi chơi, hay là quay những gì lạ, những gì vui nhộn. Thì trong đây nó có những sticker rất là vui, các bạn có thể quay và up lên ngay tài khoản của mình. Và để nhận được nhiều Kawaii Coin hơn thì ở đây mình sẽ có một cái mã mời bạn. Khi các bạn đăng ký, các bạn nhập cái mã này, cái mã trên màn hình đang hiện đây, các bạn nhập vào thì ngay lập tức các bạn sẽ có nhận thưởng trong 12 ngày và mình cũng sẽ được nhận thưởng. Và để nhập cái này á thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn, mà trước hết mình sẽ nói sơ sơ qua cho các bạn đó là cách nhập. Và trước tiên các bạn phải cài ứng dụng, các bạn vào Google Play hoặc là App Store tìm và cài Kawaii. Các bạn chỉ đánh Kawaii vào là nó sẽ hiện ra thôi. Bước 2 là chúng ta sẽ vào túi tiền của tôi và mời bạn bè. Và bước 3 chúng ta sẽ vào trang nhập mời và nhập mời thành công, nhập mã mời thành công. Đây. Thì giao diện nó sẽ giống như thế này, các bạn nhập mã mời và bấm kiếm coin. Và mình sẽ nói thêm là vì sao các bạn phải nhập mã mời. Và nếu các bạn không nhập thì đương nhiên là cũng các bạn vẫn có thể đăng được video và các bạn vẫn có thể kiếm tiền. Nhưng nếu các bạn nhập mã mời này thì các bạn sẽ nhận được 20%, thêm 20% số coin mỗi ngày các bạn nhận được. Ví dụ một ngày đó bạn kiếm được 100 coin thì bạn sẽ được hệ thống tặng thêm 20% của 100 coin là 20 coin. Cứ thế các bạn nhân lên. Và người giới thiệu các bạn đó là mình. Khi các bạn nhập mã của mình á thì mình sẽ được nhận 10%. Và cái này chỉ kéo dài 12 ngày khi các bạn nhập mã thôi, chứ nó không được xuyên suốt. Và ở đây nó cũng hướng dẫn các bạn làm thế nào để trong 20 ngày bạn nhận nhiều coin hơn. Bạn đăng càng nhiều video càng tốt, cơ hội nhận coin càng cao. Và đương nhiên là họ sẽ cổ vũ cho chúng ta, là chúng ta sẽ yêu cầu chúng ta tự quay. Tự quay thì đương nhiên nó coin nó sẽ lên cao hơn bình thường. Mình theo kinh nghiệm mình là vậy. Nhưng nếu các bạn mà up lại của người ta thì sẽ dễ bị khóa tài khoản là một nè, hai là coin nó sẽ rất là ít. Và video của bạn phải có chất lượng cao mới được nhiều lượt xem, lượt thích và bình luận. Nếu có lượt xem nhiều, lượt thích nhiều và bình luận nhiều, đương nhiên bạn sẽ có coin nhiều. Bây giờ mình sẽ thao tác mình đăng ký thử cho các bạn xem luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ đăng ký thử. Bây giờ thì sau khi các bạn click vào cái link mình để ở phần mô tả của video á, thì các bạn sẽ vào được cái trang như thế này. Đây là cái mã mời của mình. Và các bạn chỉ cần bấm vào phần là tham gia Kawaii để có coin. Bấm vào. Khi bấm vào thì nó sẽ chuyển qua cái giao diện là cài đặt Kawaii cho các bạn. Các bạn chỉ cần bấm cài đặt. Sau khi cài đặt xong các bạn mở ra ha. Đây là giao diện của Kawaii. Và các bạn có thể đăng nhập Kawaii bằng Facebook, bằng Zalo hoặc là bằng tài khoản Google. Và có cái phần là thêm lựa chọn nè. Các bạn bấm vào nó sẽ thêm cả là cho bạn đăng ký bằng số điện thoại nữa và cả email. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập thử bằng Google. Bạn cho phép. Mình sẽ chọn tài khoản là này.
và các bạn sẽ chọn là đồng ý. Các bạn chờ một tí nha. Đây, chúng ta đăng nhập thành công rất là dễ dàng. Đây là cái mục để chúng ta theo dõi, các bạn cứ theo dõi thêm vài người cũng được, không sao, theo dõi càng nhiều càng tốt. Bạn muốn theo dõi và tiếp tục. Đây, vào được trang chủ Kawaii rồi. Các bạn bấm vào cái hình ở trên đây nè, hình trên góc nè. Bạn vào túi tiền, các bạn bấm vào mời bạn bè kiếm theo Kawaii coin. Các bạn sẽ thấy được các mã, cái mã của các bạn. Và ở dưới cùng đó, chúng ta sẽ có cái phần gọi là nhập mã mời. Bạn bấm vào. Đây, cái phần nhập mã mời này, các bạn sẽ copy cái mã mời lúc nãy của mình. Cái mã mời lúc nãy. Đây. Các bạn chỉ chạm giữ và copy, sao chép. Các bạn qua bên đây rồi các bạn dán vào ha. Rồi các bạn bấm gửi đi. Cái này lỗi là nó báo là do mình đã sử dụng hai cái tài khoản trên cái thiết mục thiết bị nên nó không gia nhập. Mà nếu các bạn nhập mã này ở thiết bị khác thì nó vẫn vô bình thường nha. Vì vậy các bạn cái này thì các bạn không thể tự tạo và tự đăng ký cho mình được, các bạn phải nhờ đăng ký thông qua cái mã của người khác. Ở đây thì các bạn có thể đăng ký qua cái mã của mình ha, để mình và các bạn đều nhận được Kawaii coin ha. Và video đến dẫn đến đây kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.